Seoul muốn đẩy khu ổ chuột trong Parasite thành điểm du lịch tham quan, giấy lên tranh cãi về dân cư và sự nghèo đói. Liệu rằng chính quyền thành phố Seoul đã vượt quá giới hạn khi quảng bá khu phố này sau thành công của phim Parasite ký sinh trùng? Tại Oscar 2020, kể từ thành công vang dội của bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho, tất cả những thứ liên quan đến bộ phim cũng tạo ra lợi ích vô cùng lớn. Không nằm ngoài làn sóng này, Tài khoản Twitter chính thức của thành phố Seoul đã chia sẻ bài đăng này trên trang web du lịch của họ. Dòng tweet và trang web chi tiết bài đăng chia sẻ các địa điểm chính xác nơi Bong Joon-ho quay một số cảnh mang tính biểu tượng của bộ phim. Đây là một cảnh trong phim Parasite căn nhà bán hầm của nhà Kim với cửa sổ cao ngang mặt đường. Còn đây là cầu thang khu nhà Kim sống. Trang Visit Seoul, nét miêu tả, đây là cầu thang dẫn xuống nhà Kim. Nó còn xuất hiện trong cảnh khi che ông ăn cắp đào, và mang đến nhà Park, nằm cách siêu thị Uri siêu thị Doi Jiso một phút. Cầu thang này cũng giống như những cầu thang bình thường. Nhưng chúng cũng trở thành địa điểm không thể bỏ qua của những người hâm mộ Parasite, du khách được yêu cầu không ồn, vì đây là khu dân cư yên tĩnh, cách cầu thang không xa. Bạn có thể ghé thăm khu phức hợp nội thất Ayondong, công viên Seosomun, công viên thể thao So Ông, V. V. Mặc, dù chuyết có mục đích tốt, và bài đăng có cảnh báo để khuyên khách tham quan không nên gây ồn nhưng chương trình tham quan này ngay lập tức đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng hàn quốc tôi rất tiếc nhưng nếu tôi sống ở khu phố đó tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm những người dân ở khu vực đó đã làm gì để bị đối xử như thế này cái quái gì thế đây là vượt quá giới hạn tại sao không xem xét đến cuộc sống của những người sống trong khu phố đó mọi người sống ở đó liệu có đồng ý với điều này đó là những gì tôi muốn biết hãy suy nghĩ theo cách này nếu bạn sống trong một khu được miêu tả là siêu nghèo khổ trong một bộ phim và tất cả mọi người đều đổ xô đến xem liệu bạn có ổn không mặt khác rất nhiều cư dân mạng nói rằng đó là điều phổ biến đối với các địa điểm quay phim để trở thành điểm du lịch nổi tiếng theo những người này đây chỉ là phản ứng thái quá của người dân ở đó thôi tuy nhiên theo nghĩa đen thì nó được giới thiệu là địa điểm trong một bộ phim không ai nói gì về sự nghèo đói và việc chia sẻ địa điểm phim đã được thực hiện vô số lần trước đây mọi người tham quan các địa điểm quay phim rất nhiều đừng biến điều này thành một vấn đề lớn đặc biệt là đối với người nghèo khi một bộ phim trở thành bom tấn việc các địa điểm quay của nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch là điều không thể tránh khỏi parasite là một trong những bộ phim lớn nhất hàn quốc đã sản xuất điều này là tự nhiên trong khi đó chủ của địa điểm siêu thị và tiệm pizza trong parasite chia sẻ Rằng doanh thu tăng vọt sau khi Parasite đạt được các giải thưởng lớn. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.